Chạy này. Tất cả mọi thứ bình thường, ok. Chạy pin này thì nó phải tầm được tiếng rưỡi, dung lượng 3200, nói chung nó như pin zin của các bạn ấy, hơn một tiếng thoải mái. Xin chào các bạn đã quay trở lại với những chia sẻ của mình nhé. Thì hôm nay mình lại hướng dẫn các bạn là thay pin, đóng pin cho cái dòng robot hút bụi iRobot này. Đấy, đời 5, đời 6, đời 7, đời 8 đều nhận hết nhé. Và pin này thì sẽ dùng một cái mạch dành riêng cho cái robot iRobot này. Thì tức là dùng cái mạch này thì nó sẽ nhận cái pin sang, mình sẽ chuyển sang cái pin Li-ion. Đấy, nó sẽ nhận cái cell pin này bình thường. Đấy. Với cái pin zin của nó ấy, thì là pin NiMH. Đây, với pin zin nó là pin NiMH. Còn những cái pin tàu ấy mà các bạn mua Shopee thì nó sẽ như thế này. Đấy. Thì những cái pin tàu này thì các bạn lắp vào nó có thể sạc, nó báo lỗi hoặc nó nhận, hoặc là các bạn dùng một vài hôm nó hỏng chứ chả được lâu đâu. Đấy. Thì những cái pin kiểu như này, còn pin chính hãng của nó như này này. Hai quả này nó nặng nhẹ khác nhau hoàn toàn nhá. Đấy. Các bạn mua về thì các bạn biết cái quả này và các bạn cầm nó nhẹ bọp ấy, còn cái quả zin chính hãng này thì nó rất là đầm, nó rất là nặng. Đấy. Những cái pin này nó có điểm yếu là hay bị chảy nước và nó hay bị chết cell. Hay bị chảy nước. Còn bây giờ mình sẽ chuyển thành pin Li-ion. Đấy. Thì với cái pin này thì các bạn có thể đóng 4 cell hoặc đóng 8 cell. Thì với cái pin này của mình là pin Panasonic Made in Japan luôn nhá. Dung lượng 3200. Đấy. Thì cái pin này thì đảm bảo chất lượng cho các bạn chạy trên 1 giờ thoải mái luôn. Nói chung là dung lượng nó là 3200. Nó bằng cái dung lượng của cái quả này. Đấy. Nó chạy lâu hơn cái quả pin tàu này nhiều. Đấy, nó như quả pin zin này này. Đấy, chất lượng bảo hành cho các bạn 6 tháng nhé. Thì mình có bán cell này, có đóng sẵn khối về các bạn hàn, hoặc là có làm thành quả như này, hoặc là đóng thành quả như này luôn. Đấy, về các bạn chỉ lắp vào robot là chạy thôi. Đấy. Thì ở cuối video thì mình đã quay video các bạn xem mình test cái quả pin này sạc đầy và không báo lỗi. Đấy, còn cái dòng iRobot này thì cái pin của nó rất là kém. Nó rất là kén pin, nếu mà nó lỗi thì nó sẽ báo lỗi ngay. Đấy, nó không nhận pin, nó báo lỗi ngay. Còn nó nhận pin là nó chạy bình thường nhá. Cái này nó không ảnh hưởng gì đến cái mạch hay cái vỉ, làm không hỏng mạch hay hỏng vỉ vì nó đủ điện áp. Sạc đầy thì 16V8. Đấy, mà yếu pin thì dưới 14V thì nó báo yếu pin. Đấy, như vậy thì nó sẽ đúng cái điện áp như quả pin này. Đấy, nên nó không ảnh hưởng gì đến cái nguồn hay là cái mạch của máy, nên là bỏ máy hỏng là tại cái này thì không phải. Cái pin này nó còn không bị chảy nước. Nó không bị chảy nước và cái main nó còn không hỏng main cơ. Còn những cái con mà đã bị chảy nước pin, các bạn nhìn cực pin này nó han. Nó bị chảy nước pin. Đây cũng là quả pin zin nhá. Đấy, chính hãng. Nó bị chảy nước như này thì nước pin này nó sẽ vào cái main và nó sẽ làm hỏng cái main của các bạn. Đấy, cũng có trường hợp nó chảy vào nhưng nó chưa hỏng, thì đến lúc các bạn dùng cái quả này vào thì các bạn phải tháo cái main ra, các bạn vệ sinh, hoặc là các bạn dùng đến lúc nó hỏng thì mình có thể sửa được với cái lỗi nguồn. Đấy. Còn dùng cái pin này thì không ảnh hưởng, không hỏng được cái main của các bạn đâu, tại vì nó đúng chuẩn điện áp. Cái cell pin các bạn mua Shopee thì một là loại pin này. Nó rất là nhẹ, rất là chất lượng, rất là tồi. Hai là loại pin này. Nó không có một cái thương hiệu gì cả. Đây, giống như này nữa. Đấy, nó không có một thương hiệu gì cả. Đấy. Và cái pin này thì nó chảy nước. Đây là pin Shopee nhá. Pin này dành cho mấy con Sen N79. Đấy, nó dùng loại pin như này. Đấy, thì những cái pin này các bạn đừng mua. Dùng những cái cell pin như này. Chất lượng. Đảm bảo chất lượng cho các bạn dùng. Mình có cell Pana, Samsung hoặc LG nhá. Đấy. Đều những cái cell chất lượng, những cell thương hiệu, bảo hành cho các bạn 6 tháng, còn các bạn dùng 1-2 năm thoải mái. Còn với cái thay pin cho con này thì có hai cái. Một là các bạn mua luôn cái cục như này thì hơn 500.000 một viên. Thì các bạn về các bạn lắp vào là chạy. Hai là để tiết kiệm thì các bạn không dùng cái vỏ này nữa. Đấy, không dùng cái vỏ này. Vỏ này hơn đã gần 100.000 rồi. Đấy, bỏ lại không dùng cái vỏ này. Mà các bạn chỉ dùng đóng thành khối như này và lắp cái mạch này vào đây. Đấy. Thì như này thì sẽ 400.000. Đấy, hơn 400.000 một chút. Đấy, thì sẽ gồm pin và mạch. Xong mình bọc lại như này. Thì mình sẽ để đầu dây ở đây. Thì dây dương là đỏ, đen là âm. Và đỏ tiếp là dây của cảm biến, dương của cảm biến, và đen là dây âm của cảm biến.
Thì khi mà hàn vào mạch thì các bạn hàn như sau. Loại pin pin này thì các bạn cứ lắp vào là xong nhá. Còn với loại pin này thì mình sẽ hàn, thì các bạn sẽ tuốt dây làm các bạn hàn. Mình sẽ vuốt tiếp vào trước để cho nó ngấu cái mối hàn cho nó dễ hàn. Các bạn đừng để chập nhé. Thường là pin sau khi mà đóng seal xong thì mình sẽ sạc và test nạp xạ cho nó, test dung lượng cho nó ok thì mình mới gửi cho các bạn. Và tiếp là mình sẽ hàn tiếp vào cái này. Thì hàn vào cái này thì mình hàn cái mối hàn mình hàn thấp xuống, mình đừng hàn vào cái mặt tiếp xúc với pin. Cái mặt trên này sẽ là mặt tiếp xúc với pin thì mình hàn thấp xuống đây. Thì sau này ví dụ mình thích mua cái viên này mình thay vào thì mình cứ đặt vào là được thôi, chứ mình không hàn lên trên cái mặt này nhá. Mình hàn thấp xuống dưới, hàn thấp xuống dưới này. Theo thì để xác định đâu là âm đâu là dương thì mình sẽ nhìn cái củ pin cũ, hoặc là các bạn làm theo video của mình. Đây nó đặt vào như thế này. Đấy, đặt vào như thế này thì các bạn đầu dương này, đây là dương này, đây là âm này, và đây cũng là dương của cảm biến này, và đây là âm của cảm biến. Thì cái chân to thì là chân nguồn vào, còn chân bé là chân cảm biến. Đây nó sẽ lắp như thế này. Đấy. Đây, của này các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Đây, chân cảm biến là hai chân bé nối vào đây. Đấy, chân to là dương, dương là cái đấu tròn này. Đây là đít âm của quả pin này. Đấy. Thì đây. Tiếp theo bây giờ mình sẽ hàn vào này. Mình sẽ hàn bên dương trước. Đấy. Dương của cảm biến. Tiếp theo là dương nguồn. Dương nguồn thì các bạn có thể để dây vòng sang bên trái hoặc bên phải để cho nó đỡ chạm vào nhau nhé. Tiếp là âm cảm biến đi. Cái này các bạn cứ lấy pin về thì các bạn bảo bất kỳ anh thợ điện nào cũng có mỏ hàn là hàn được nhé. Tiếp theo là dây âm. Tiếp theo là dây âm nhé. Có nguồn ra và nó sẽ khởi động luôn. Dạ. Thế ok đấy. Thế ok chứ còn gì nữa. Được. Thì đi xoay. Sau khi hàn xong thì mình sẽ kê một cái. Kê cũng được mà không kê được, nhưng mà theo mình thì nên kê. Đấy, kê một cái kê vào cái mặt này để quả pin của mình nó không bị chạm với cái mặt dưới nhá. Đấy. Ok chưa? Còn phía bên này là trống thì mình có thể nhét những cái seal pin của cái quả pin zin mình bắp ra ấy, để cho nó nặng cái đầu này. Đây mình có thể nhét vào đây 4 seal để cho nó nặng cái đầu này. Ok. Cái này mình có thể quay sang bên này được cho cái dây nó gần. Ok, và để nắp chạy thôi. Là các bạn gửi máy đến cho mình làm nhé. Đây này là máy nhận rồi. Đấy, được chưa? Đấy. Mình sẽ cho nhận sạc cho các bạn xem và sạc chạy cho các bạn xem. Con robot sau khi mình thay pin thì mọi thứ đã nhận pin và chạy bình thường nhé. Đấy, chạy này.
tất cả mọi thứ bình thường ok. Chạy pin này thì nó phải tầm được tiếng rưỡi, dung lượng 3200, nói chung nó như pin zin của các bạn ấy, hơn một tiếng thoải mái. Nó quét xoắn ốc và nó quét to dần ra. Máy này là bình thường và nhận pin bình thường, còn riêng cái dòng pin của iRobot này ấy, nó lỗi hay nó không phù hợp là nó không nhận đâu nhá. Nên là cái pin này dùng cái mạch là đấy là ok. Dùng cái mạch chuyên dùng cho pin iRobot đấy. Và bây giờ mình thử về sạc này. Đây mình thử về sạc này, ấn vào đốc này. Đấy thì nó sẽ về sạc và nó nhận sạc bình thường nhá. Và sạc đầy pin. Đấy, nhận sạc bình thường. Và pin đang đầy nó sẽ không báo sạc. Nói chung là mọi tính năng đầy đủ và bình thường nhá. Bon. Ok, thì trên đây là toàn bộ cái chia sẻ của mình. Các bạn muốn thay pin thì cứ liên hệ với mình nhé. Số điện thoại mình để góc trên cùng bên tay trái. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo. Con này nó hút bụi thì tốt á. Con này nó hút bụi thì rất là tốt nhá. Hơi ồn tí thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.